Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Kha Audio. Và hiện tại thì chúng em đang lên một đơn hàng theo đơn đặt hàng của anh Mỹ, anh ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây cấu hình này rất là VIP, gồm có cặp loa Wiwood G1000 Plus và bộ đôi sản phẩm đó là một chiếc đẩy X7 DAC. Hiện tại kỹ thuật chúng em đang chỉnh căn chỉnh trước khi gửi hàng đi, và bộ mic VK321. Cũng như không thể thiếu được cả một chiếc loa siêu trầm, đó là cụm loa trầm loa sắp subwoofer Bass 30, con này là con T8i với phiên bản bass cộng hưởng, sở hữu cho mình cái màu đen bóng nano rất là đẹp và sang trọng ạ. Bass đường kính 30, con này công suất max được 500, sử dụng điện 220. Em sẽ giới thiệu phiên bản này trước này. Với bass trước màng trắng và biểu tượng vương miện hoàng gia, cũng là cái biểu tượng mà sang trọng nhất và biểu tượng rất là vinh hạnh mới có được trên một sản phẩm chính hãng của Wiwood. Bass phía bên dưới đây, và chân vuông inox, em xin lỗi, chân vuông này chân vuông nhôm. Về mặt sau của nó cũng là cấu trúc mạch của nó là mạch ấy đây, sử dụng mạch class AB, và con này thì nó sẽ có những cái lá nhôm tản nhiệt kết hợp với luôn cả cái vỉ mạch bằng nhôm trắng, các nốt, các tần số này, volume nhỏ nhỏ, tần số đảo pha. Về chi tiết của sản phẩm này em đã giới thiệu trên kênh GK rất nhiều, anh em có thể vào xem trực tiếp nhé. Tiếp đến với cặp loa cao cấp Wiwood G1000 phiên bản loa bass đường kính 20 đấy ạ, với màu đỏ tươi vân gỗ rất sang trọng. Trên phiên bản này là với một con chung lớn, hai con bass 20 cho tổng công suất ra là max được 700. Chúng ta khai thác với cái nhu cầu nghe nhạc và karaoke rất tuyệt vời. Cấu tạo chép của nó được trang bị một chép đôm, một chép mành, và đặc biệt là đây là mành vàng. Ở sau thì các bạn em có thể nhìn thấy cái hệ thống cầu chạm của nó có thể tách được ra để đánh nhé. Đánh thêm cái chế độ tách cầu bay quay, đánh nghe nhạc high end rất chi tiết. Chân có thể tháo rời. Và bộ đôi thiết bị em vừa nói sơ qua đó, X7 DAC với cái công suất hiện tại có thể đánh lên đến 1000, và chúng ta có thể khai thác với con đẩy này với hai đôi loa như này, hoặc là một đôi loa to nữa nhé. Anh em có thể đánh nghe nhạc khởi động tính năng download, có giải mã, phiên bản có hình thức sang trọng đẹp. Bộ mic cũng là bộ mic cuối cùng là đơn hàng trong này, và tổng đơn hàng này là 31.500.000 đồng ạ. Một là với cấu hình combo có súp, có loa, có đẩy, có mic, 31.500.000 đồng. Em sẽ test một bản nhạc này trước, sau khi đi vào test một bản karaoke. Xin mời các anh em chúng em sẽ tăng volume lên. Gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần, lời ru đan ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nông lên màu má. Trời còn mây tím để lá mơ nhiều, lá khóc trên mi cho môi ươm sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu,
nhặt hương cho gót giang sầu, giận hơn xin ngập lối đi. Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin cười nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến dòng hát mơ hồ, vết bước năm xưa nay vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Dạ vâng, với ca khúc vừa rồi thì chúng em cũng đã test xong và cũng đã dán tất cả những cái tem niêm phong trên những sản phẩm của bên Azika chúng em phân phối ra. Các em có thể nhìn thấy đây. Và cấu hình này cũng đã được kiểm tra và kiểm duyệt rất là kỹ về cái chất lượng và kỹ thuật chúng em cũng đã set up. Với không gian 35m2 là cứ thế này về sẵn dùng thôi và cắm kết nối dây rắc. Và em cũng xin được khép lại video tại đây. Xin cảm ơn các khách hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh như anh Mỹ. Rất là cảm ơn anh và toàn thể các anh em đã đồng hành cùng với công ty Zika chúng em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.